Vì cậu là Gojo Satoru nên cậu mới mạnh nhất, hay là vì mạnh nhất nên cậu mới là Gojo Satoru? Nếu chính bản thân tôi đây là cậu thì cậu có nghĩ là lý tưởng ngu ngốc này có thể trở thành hiện thực được không? Tôi đã quyết định sống theo cách của mình, còn lại chỉ là cố gắng hết sức làm những gì trong khả năng thôi. Nếu muốn giết tôi thì cứ giết đi, việc đó sẽ rất có ý nghĩa đó. Bất kể là cậu có nói gì nữa thì mình đang dẫn em luôn khi đó. Nhưng mà mình không có bao giờ ghét ai ở trường cao chuyên hết, chỉ là mình trong cái thế giới này, bản thân của mình đã không còn cười thật lòng được nữa. Sắp tối anh còn nhớ hồi đó ta đi học, lúc ta trường thì em phải sau xe, lúc em